Xin chào mọi người, lại là Phương Quỳnh đây. Hôm nay hãy cùng mình ngâm sapro mật ong cho khách VIP nhé. Nào, chúng mình hãy cùng bắt đầu. Đây chính là 1 lít mật ong hoa nhãn Hưng Yên mà mình sử dụng. Còn đây là Saffron Barama Supernin của công ty Tây Á, có nhãn phụ của logo công ty Tây Á, và đây là loại 3g. Còn lọ nhỏ này là 1g nhé. Mình sử dụng tất cả là 20g saffron để ngâm với 1 lít mật ong. Nào chúng mình hãy cùng cắt từng hộp saffron này ra để cho vào máy xay để xay nhé. Nếu bạn nào không có máy xay thì các bạn có thể sử dụng kéo cắt, cắt nhỏ từng sợi saffron này ra để cho các dược chất có thể hòa tan vào mật ong dễ hơn, nhanh hơn đó. Hoặc là nếu bạn nhà bạn nào có cối đồng idan thì các bạn có thể cho vào đấy để xay, để giã. Nhưng mà theo Quỳnh ý, thì các bạn nên có một chiếc máy xay như này, hoặc nếu bạn không có thì có thể inbox nhờ Quỳnh để Quỳnh có thể ngâm xay cho các bạn như thế này nhé. Cùng Quỳnh cắt đủ 20g saffron nào. Đây là loại đặc biệt mà công ty mình đã đặt hàng riêng của hãng Barama Saffron, loại Supernegin, là loại có hàm lượng dược chất cao gấp 3-4 lần so với các hãng khác trên thị trường Việt Nam hiện giờ. Và các sợi saffron này đã được sấy lạnh với một cái công nghệ độc quyền và chỉ có công ty của mình có thôi. Mỗi một cái lân sợi này đều rất là to, đỏ và dài, chứa rất nhiều dược chất. Hãy cùng mình xem nào. Mình đã sắp sửa cắt hết tất cả các hộp ra rồi đấy. Ở đây mình có 12g loại 3g và 8g loại 1g. Khá nhiều hộp. Saffron đã đầy khoảng 2/3 cái ống xay của mình rồi đấy. Đã xong rồi mọi người ơi, hãy cùng ngắm lại và chuẩn bị cho món mì xay nào. Hình như vẫn chưa nguyễn lắm. Khá mịn rồi đó mọi người. Nào chúng mình cùng đổ vào lọ mật ong nhé. Rồi, mình đã chắt bớt một ít mật ong ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ đổ hết saffron vào trong lọ này. Và chắt nốt số mật ong còn lại vào trong đây nhé. Wow, đẹp quá. Mình sẽ dùng thìa để khuấy đều lọ này lên nhá. Rất là đẹp luôn, màu đỏ rất là quyến rũ. Quỳnh quấy đều và nắm lại em nó nhé. Mật ong sánh đặc cộng với saffron vàng đỏ Trung Đông rất là đẹp mắt. Quyến rũ quá mọi người ơi. Hãy thử một lần nếm thử em nó nhé. Hãy liên hệ ngay với em Quỳnh nếu bạn nào chưa có một lọ mật ong saffron trong nhà nhé. Thank you.
và đây là hình quả dành cho khách VIP của nhà mình ngày hôm nay. Một bình mật ong saffron 1 lít ngâm với 20g saffron và một bình rượu sâm 2 lít, một củ sâm tươi và 3g saffron đấy. Nếu ai có nhu cầu mua tặng biểu bố mẹ, người thân, sếp nhân dịp Tết này thì hãy liên hệ em Quỳnh nhé.